Thưa quý vị, thanh toán không dùng tiền mặt là mục tiêu của chính phủ nhằm hạn chế khối lượng tiền mặt lưu thông và minh bạch hóa các dòng tiền trong nền kinh tế. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, những năm qua, hoạt động thương mại, dịch vụ đã tăng cường các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thẻ tín dụng, quét mã QR bằng tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng đa dạng, an toàn, tiện lợi hơn, góp phần cùng các địa phương từng bước triển khai thành công mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương chuyển đổi số của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chính phủ. Đây cũng là nội dung tiêu điểm 60 cộng trưa nay đề cập. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, hầu hết hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như quét thẻ ngân hàng qua máy POS, ví điện tử, chuyển khoản trực tiếp. Đồng thời liên kết với các tổ chức tín dụng, lồng ghép các chương trình ưu đãi khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán, phát hành thẻ thành viên, thẻ khách hàng thân thiết. Nhờ đó, đến nay, mọi giao dịch không dùng tiền mặt trong hệ thống bán lẻ đáp ứng nhu cầu thanh toán đa phương thức của người tiêu dùng với tỷ lệ sử dụng lên đến 70%. Lúc tem mắt thì đang cũng tuyên truyền với lại người khách hàng mua hàng khi đến siêu thị mua sắm thì nên sử dụng các cái thanh toán bằng online thì nó sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn và đồng thời có những cái chương trình khuyến mại. Tại các chợ truyền thống, từ mô hình chợ số 4.0 triển khai đầu tiên tại chợ Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, đến nay 3 chợ hạng 1, 15 chợ hạng 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhân rộng chợ số 4.0. Để nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ này, ngoài việc liên kết với các ngân hàng, ban quản lý các chợ còn khuyến khích tiểu thương đã có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, tạo mã QR thanh toán không dùng tiền mặt để sử dụng. Nhờ đó, hiện trên 90% tiểu thương các chợ 4.0 đã trang bị mã QR để thanh toán trong giao dịch mua bán. Người ta mua bất cứ mọi hình thức nào đều ta đều là dùng cái mã cái thẻ đó ta quét là ok, nói chung là rất là tiện lợi, rất là thuận. Mà khi mình mua hàng cũng vậy, mình cũng cần cái gì alo xong mình chuyển khoản qua cho người ta cũng rất là dễ dàng luôn. Bà Rịa Vũng Tàu với hệ thống thương mại dịch vụ gồm 79 chợ truyền thống, 5 trung tâm thương mại, 13 siêu thị và hơn 150 cửa hàng tiện lợi, càng có nhiều điều kiện để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo nền tảng lan tỏa thói quen ra cộng đồng. Đến nay, 100% hệ thống các siêu thị, chuỗi bán hàng, các cửa hàng kinh doanh tạp hóa ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó sử dụng phổ biến nhất là máy POS thanh toán bằng quét thẻ ATM và quét mã QR chiếm đến 95%. Tỷ lệ giao dịch của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt dao động từ 5 đến 45%, tập trung chủ yếu ở các siêu thị. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thanh toán không dùng tiền mặt qua các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024 ước đạt 27,6 triệu món với doanh số thanh toán gần 525.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Rõ ràng, phương thức không dùng tiền mặt trong thanh toán mua sắm tiêu dùng đang được người dân sử dụng và ngày càng trở thành thói quen trong sinh hoạt thường nhật. Không sử dụng tiền mặt truyền thống mà sử dụng cái tiền quẹt thẻ như thế này thì rất là tiện lợi. Nó làm cho chúng ta đi ra đường không cần phải mang tiền. Và cũng không sợ mất tiền hay như thế nào đấy. Nói chung là nếu như mà mình mà đi chợ mà theo thẻ thì là nó tiện nhiều cái lắm. Với mục tiêu đến năm 2025, Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Trong đó có việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống thương mại của tỉnh đang tăng cường truyền thông tại các điểm giao dịch, hướng dẫn người dân trải nghiệm đăng ký và sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, kịp thời giải quyết khiếu nại, lỗi dịch vụ phát sinh trong quá trình giao dịch. Có các chính sách thu hút người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt như miễn phí dịch vụ, tặng quà, khuyến mãi giảm giá hàng hóa. Đồng hành cùng ngành thương mại, hệ thống ngân hàng tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ các đối tượng ngành kinh tế, tăng cường lắp đặt thêm các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt ATM, POS tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Tiếp tục triển khai mở tài khoản giao dịch cho sinh viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên và phụ huynh.